xem cùng Linh Linh. Em yêu anh đến vậy hả? Bất chấp nguy hiểm rượt theo anh cho bằng được. Anh cảm động quá. Không anh, trả em 1,7 triệu. 1,7 triệu gì? 1,7 triệu bữa anh mượn em ăn đám cưới nhỏ bạn gái cũ của anh đó. Ê, bữa đám cưới nhỏ đó tôi mượn có 1,5 triệu rồi nha. Trời ơi, thêm 200 ngàn tiền thuế cano được theo anh nè. Yêu đương mà tính toán vật chất như vậy sao bé? Không anh, gì ra đó. Nếu như ngày hôm đó anh nói với anh đó là anh xin đi rồi em cho, rồi bây giờ anh nói anh mượn anh phải trả chứ. Mượn tiền mà không trả là tội nghiệp nha anh. Trả đi gì ra đó à lẽ. Cô. Oh baby, I love you. Now the sun is on the sunset. Send your love and send it in the garden. The sun is on the sun đi phiên. Xuân qua lờ đi chân tơ đông về lại đau vô sinh. Em với anh nhắn tin vậy bộ anh có ghen không? Ghen má. Tao ghen đứng, ghen nằm, ghen ngồi, má nó, bà nội nó, bà ngoại nó, bà tổ nó, tao còn ghen thì mày nghĩ chứ. Mày coi tao có ghen không? Không má, tao cứ thiếu điều là tao hay mua sẵn miếng đất tao chôn mày luôn rồi đó. Trời rau tươi dữ nha, cà chua này nhiêu ngàn ký vậy cưng? Dạ 15 ngàn một ký. Lấy chị ba trái đi. Ủa hồi 1 ký sao lấy có 3 trái à? Thì kệ bà, tao đi nhà tao có 3 người, tao mua 1 ký vậy tao ăn cho mãn kiếp tao hay gì. 400 gram, 6 ngàn. Trời ơi, có gì mà dữ vậy? Thôi bỏ trái bự nhất đó ra cho tao đi. Lấy 2 trái kia ra. Dạ chị, 2 trái này 280 gram, lấy chị 4 ngàn rưỡi. Trời, 280 gram có 4 ngàn 2. Cưng cưng bớt xuống 3 ngàn không được cái gì. Thôi chị lấy cái trái nãy đi, 1 ngàn rưỡi nè. Thì cũng phải có ngon có dở, có này có kia nó mới ngon. Trời ơi, nhiều khi mình ăn gặp cái ngon rồi vài bữa cái dở mình ăn, rồi mình gặp cái ngon, lựa ngon ăn hết, mày gì dở mình để cho bà nội mày ăn hả? Hai ai ăn? ออกจากทัวร์แหละไม่มีอะไรหรอกโอ้ยทัวร์กันจริงต้นบอสรสชาติมันก็รสชาติมันก็แบบไม่ให้ทำใช่ไหมทำใช่ไหมทำใช่ไหมทำใช่ไหมไม่ใช่แต่ละวันทำไม่ได้ครับผมก็เลยที่เราจะหาไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งไหนไหนไหนไหนนี่นี่นี่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเร่งไปที่หัวเลยเฮ้ยผมจับตัวนี้ผมจับตัวนี้เย้เย้เย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันฉี่ดิน้ำในกระเด็นต้องเป็นกูเนอะที่โดนฉี่มาเอ็มcòn sống hả? Chúng lại tao chết mày. 3 ngày qua em không có on Facebook là mày tưởng em chết trôi sông Lạch Chợ đâu rồi chứ. À, do mấy bữa nay á em bận một chút công việc á mà. Em đi làm bad girl cho bộ váy ngắn hả? Em mặc quần. Vậy là bad girl cho bộ quần ngắn hả? Tao mặc quần dài. Dạo gần đây có rất là nhiều người bị chết trên hòn đảo này. Không biết tương lai thì em có bị giết hay không nữa. Anh cười cái quần què vậy? Rốt cuộc là anh cười cái gì? Mày cười để tao đá chết bà mày nha. Sorry.
Linh nghe nói tuần sau là mày phẫu thuật não đúng không? Ráng ăn uống đồ vô ngang, mà mày bị cái gì mà phải phẫu thuật não dữ vậy? Ừ, cảm ơn mày nhiều nha, dạo gần đây tao chú ý sức khỏe lắm, nhưng mà tao đăng ký phẫu thuật tới 2 lần lận á. Ủa 2 lần lận hả? 2 lần là nặng lắm luôn á, sao mà phải 2 lần dữ vậy? À, tại ông bác sĩ ông nói tỷ lệ thành công á là có 50% thôi, cho nên là tao đăng ký 2 lần để mà tỷ lệ thành công là 100%, cho nó chắc chắn thành công. À, thôi mày đừng có lo lắng quá, tao biết tại sao là mày phải phẫu thuật não rồi đó. Tại vì mày đâu có não đâu, mày nói chuyện là mày biết mày không có não rồi, chắc là người ta mổ đầu mày ra bỏ não vô á. Cha mẹ mày không nói mày không có não sao mày buồn á. Tôi đi ra ngoài một tí, anh chị đừng có làm loạn. Mổ mẹ rồi có cho chép không? Ô thế H2 cộng O2 bằng hô hô. Bỏ tay ra cho che cái lở. Ra bán 14-15 là gì cơ? Phát tí mạng nào. Đứa nào ra canh cửa đi. Nói bé thôi cái bọn ngu này. Thế nào là tình bạn đẹp? Đi vừa khổ vừa khổ, còn đi chứ vừa nghe bác sĩ nói mẹ có nguy cơ loãng xương, mình lo lắm nên mình quyết định uống Enlin. Vì nghe nói Enlin giúp làm giảm nguy cơ loãng xương trong 4 tuần, mình nhất định sẽ tiếp tục uống Enlin phòng ngừa ngay vận hấp. Cảnh phim bị cắt trong cổ tích ngàn sao. Bố ơi, chiều con cứ thấy nướng nướng hình như là có cháy hay sao ấy bố ạ. Đúng, để tao xem nào. Tao bảo gội đầu bằng viêm đi thì không nghe, cứ thích gội đầu bằng cửa bia cơ. Có thấy cái gì đâu mà ngứa. Bố đi, chỉ tối cái này làm gì có gì đâu mà bơi. Khi Meta Win cũng lách kịch bản. Là trái đất, mix là trộn óc, là tắc thì gan không phải là súng đâu. Tên của gan Athafan có nghĩa là nhau, nhau trong câu tắt đèn có nhau, tức óc đèn có gan. Đến hôm nay tôi mới biết được công dụng thật của cái kính. À, bạn bè thì tôi chinh lỏ. Trời, khó mượn gặp lâu này, này nghe này bà nghe. Ồ, có, bên con thi. Khi hửng à? Uh, ai nè? Mà nhiều khổng mắt đi lắm. Ô, 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 คือก็เป็นคนที่แบบจริงจังในความรักอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบรักเดียวใจเดียวใช่ครับผมก็น่าจะตรงกันตรงนี้ก็จะเป็นคนก็มีหมดจริงจังแหละเนาะสำหรับเรื่องนี้สำหรับตัวคาแรคเตอร์ของหมดเองมีมีครับผมเขามันก็เป็นคนทั่วไปนี่แหละก็คือแบบเวลาเล่นก็คือเล่นแต่ถ้าเกิดจริงจังอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเรื่องหนาวน้อยจริงเอาไว้ทุกคนนิ่งๆ ông nội em nằm yên được không anh à quên tại sao lại quýnh ổng mày im đi con thỏ sa ngã em đang đứng mà ông nội mới ngã đỡ tao vậy tao còn đứng được không ngờ gì thứ này mà các người có thể bán rẻ cả gia đình mình đâu cũng mắc mà mày đừng có lương lẹo cái gì đây hả à, cái này là một làm chè trôi nước cũng đám dỗ bà nội chị xô chứ là cái gì ba gì ông Năm kể trước khi bà nội có bầu thì ông phải đi xa một lần bà nội đói bụng nhưng thằng shipper nó quỷ đơn bà nội đi mua chè trôi nước thì bị nước cuốn trôi tao kể gì hồi nào mày dạ không có rồi thôi nên mỗi lần đám dỗ bà là tao với thằng Thỏ đi mua bột về
là một nồi chè siêu to khổng lồ. Chẳng tao quay vlog, tao với nó mới đi coi hàng hồi chiều. Mà tụi mày quýnh tao rồi. Dạ tại con tưởng ông với nó chơi thuốc. Chơi bà nội mày, tao già rồi. Nhưng mà con còn thấy ông chích ngoài đường nữa. Tao bị tiểu đường mày. Sao ông không vô nhà tiểu? Tao còng lưng nuôi ba mày ăn học, để ba mày còng lưng nuôi mày ăn học 10 năm trời, mà giờ tao bị tiểu đường mày kêu tao vô nhà tiểu thiệt hả con? Cái đó người ta kêu là thiếu kiến thức. Đi tiểu thì mình phải vô nhà vệ sinh công cộng, với tiểu trong nhà nó khai lắm. Nó thiếu kiến thức còn mày là không có kiến thức luôn đó con. Dạ con cảm ơn ông. Thôi thấy nhà mình vui vẻ lại rồi, không biết con còn giúp được gì nữa không à. Còn con, lại đây con. Dạ. Anh thả thính em bằng một vài câu rap. Mà thỉnh hãy bỏ alive. สุด S ไว้คือคำแนะนำได้โปรดจำคือ remember never แปลว่าไม่ bitches dance I throw them bands and make them dance khoái là tao tán chết mẹ liền, chảy nước miếng tự chùi đi má bồ tao. Ê tụi bay nhậu đi, tao ngồi đây chơi thôi chứ tao không uống. Không uống đi về. Bạn nhậu tao muốn vô đây ngồi làm gì? Vui chơi hả? Chơi vô nhà banh chơi. Đây không phải khu vui chơi. Về đi má, ở đây ngồi phá mồi hay gì? Khỏi. Yeah. Anh Hiếu ơi, bán cho em cái áo màu cam đi anh. Ê mày, tao hỏi thiệt mày luôn á, tao cũng đang nãy giờ tao cũng đang suy nghĩ là cái kênh livestream của tao làm gì có cái áo nào màu cam mà mày mua. Sao mày ác với tao dữ vậy, không có cái áo nào màu cam hết con ơi. Nha, tao cảm ơn mày nhiều lắm, rất là mất thời gian. Chưa có bán nữa, nội tìm đồ không là không thấy tìm ra rồi là thấy cọc trong người rồi đó.